Dạ, em xin phép chào cô chú và anh chị, và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Và những sản phẩm em lên anh chị yêu thích món nào đó, anh chị nhắn tin hoặc là điện thoại qua cái Zalo, với giờ số điện thoại cũng là một nha anh chị, 0913. Cô, cái đơn này tổng thành phố đi không sao? Không, tổng thành phố đi, phố thành 330469 nha anh chị, 330469. Do đang lúc bây giờ chiều đang hai đơn chưa hỏi mà. Rồi, và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh YouTube này. Và em cũng xin thông báo nha anh chị, em cũng xin thông báo là bên em nha anh chị, thông cảm là bên em là đi đơn. Đi đơn là chữ gì đấy nhỉ? Đi đơn là 300k nha chị, đi đơn xin lỗi, đi đơn là 300k. Nếu anh chị chuyển khoản thì em sẽ bao phí nha anh chị. Còn đơn 500k bên em bao phí, anh chị chuyển khoản sẽ được một món quà. Đấy anh chị. Rồi. Em xin lưu giữ đơn lại một tuần nha anh chị. Qua một tuần thì anh chị thông cảm là em sẽ hủy đơn để chốt, để em xả, để em sẽ bán cho khách khác nha anh chị. Chứ còn để lâu quá thì bên em thông cảm là bên em để không được nha anh chị. Rồi bây giờ này em sẽ lên sản phẩm như thế này. Em lên là một cái dĩa này là anh chị, một cái dĩa này là cốt sắt. Cái dĩa này là Satsuma nha anh chị, Satsuma. Và cái này là cốt này rất là nặng và dày nha anh chị, nặng và rất là dày. Thứ hai nữa là anh chị có truyện nha. Cái này là có truyện và cái này anh chị có hai cái lỗ để mình treo lên. Là cái này là dĩa này anh chị, có cái dòng sắt là anh chị đã, những anh chị đã sử dụng sở hữu những cái dòng pháp sáp thì anh chị sẽ biết. Đây con cái cộng vô đúng đó đi. Đấy. Nó rất là nặng nha anh chị, gọi là rất là nặng luôn. Và anh chị cái này nha, một chớp, cái này là núi Phú Sĩ. À đúng rồi. Ờ thanh toán xong. Do lúc đó chưa chuyển khoản thôi. Rồi cái này anh chị, một chớp núi Phú Sĩ nha anh chị, một chớp núi Phú Sĩ. Và cái này là một họa tiết nha anh chị, nhà nha anh chị và những cái phong cảnh nhà. Rồi một cái đồi núi nha anh chị, và một cái đồi núi nha anh chị. Và có những cái cầu, kiểu như anh chị nhìn trong này anh chị, nhìn trong này anh chị nhìn rất là kiểu như họ vẽ rất là sắc nét nha chị, từng chi tiết họa tiết là rất là đẹp luôn. Và anh chị cái này là một cái cầu nha chị, và đã chị nước nè. Rồi cả những cái cây thông, những cái vòm vòm nhà nha chị đấy. Và những cái gọi là cái dĩa này gọi là xuất sắc luôn anh chị, cốt nặng rất là nặng, dày rất là dày luôn. Viền là viền vàng nha chị, viền vàng nha. Cái dĩa này là Satsuma nha chị, hiếm nó mới có được cái dĩa này. Đường kính là 30.5 và cao của dĩa này là 4 nha anh chị, 30.5 cao là 4 nha anh chị. Rồi cái dĩa này đã Satsuma nha anh chị, được sở hữu cái dĩa này là ok. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 3.200.000 cái dĩa này, 3.200.000 cái dĩa Satsuma này nha chị. Anh chị chốt cho em mã G G54 nha anh chị, nó để không có phải chỗ đây tao nhìn ngoài được. G54 nha anh chị, 3.200.000 cái dĩa này, G54. Đấy cái này là anh chị, cái dĩa này nặng lắm nha anh chị, gọi là những cái dòng sắt này nặng mà nó dày anh chị, nó dày rất là dày nha. 3.200.000 VIP, rất là VIP luôn. Quay treo vô bóng tủ rồi. Không con xuống cái tủ nhà dưới mình bảo để chữ nhà dưới rồi. Chữ đây nó không có chỗ nữa. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái này em có 5 cái thố nha anh chị, gọi là 5 cái. Cái này cũng vẽ tay nha anh chị, nổi cộm nha. Cái này là vẽ những cái. Đấy. Dòng này là Kutani anh chị, cái này em có 5 chiếc như thế này. 5 chiếc anh chị. Có truyện ký đầy đủ nha chị, 5 chiếc này có truyện ký đầy đủ luôn. Viền này là viền vàng nha chị. Đường kính ly này là 8.5 và cao của này là 5.5. 8.5 nha chị, cao của ly này là 5.5 anh chị. Xuất sắc luôn.
Rồi cái này anh chị, cái này em có 5 chiếc. Tính tận kỹ để em mua. Rồi 5 chiếc này những thiệt hại đường kính nha. Đường kính này là 8 và cao của này là 6 nha anh chị. Đường kính là 8, cao là 6, biển nó quanh ra ngoài đó. Tôi tính từng thùng cho nó dễ. Rồi 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 5 chiếc nha anh chị. 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 900k. 5 chiếc này là 900k nha chị. Anh chị chốt cho em mã G 55. G 55, 5 chiếc 900k, G 55. Bỏ vô cái điện thoại, nó rớt lúc nào nó bể nữa, chửi không nào. Rồi em lên một cái này anh chị, một cái này là một cái anh chị, cái này là một cái bí nha anh chị, cái này là một cái bí. Xin lỗi, ờ cái này gì? Cái bí hả? Cái bí. Ngay đường kính này là 12 nha anh chị, và ngang của này là 12 luôn. Cao 12, ngang 12. Rồi ghi bill con ghi này nè. Trong tin nhắn đã có địa chỉ lấy hoài. Rồi cái này em bán cho anh chị nè anh chị, cái này bỏ pin vô nha anh chị, làm cái kiểu như là anh chị làm một cái đèn cầy anh chị, để đèn thạch đấy, để thắt vào như thế này anh chị. Ờ cái này là kiểu như là cái gì. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 150k. 150k nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã G 60, G 56. Không đánh nha, tao cũng đâu có thèm ghi vô số làm cho nó mệt. Rồi cũng còn nhiều cũng không còn. Rồi G 56, 150k. Rồi em lên các anh chị, cái này là ly mọt nha chị. Ly mọt cái này em có là 5, 3 cái ly mọt như thế này. Rồi em lên hết cái này anh chị, toàn bộ là mọt hết nha chị, mọt cốt này nha. Mấy cái này anh chị uống trà là ok. Thôi rồi, 3 chiếc đi, em lên 3 chiếc cho nó dễ. Đường kính này là 6 và cao của này là 8 anh chị. Rồi 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 90k. 3 chiếc này là 90k, anh chị chốt cho em mã 57, 90k, 3 chiếc mã 57. G57. Xin lỗi, G57 nha chị, G57. Rồi em lên chiếc này anh chị nhá. Cái này là em có 3 dĩa như thế này nha. Để mà dối, cái gì cũng làm đó. Ông vô đó. 2 giờ like. Nó làm cái gì cũng làm đó. Rồi cái ly này đường kính là 15 anh chị, đường kính ly là 15 nha. Dĩa xin lỗi, đường kính dĩa là 15. Và ly này là đường kính là 8 và cao của ly này là 7 nha anh chị. Rồi ba set này. Rồi ba set này nha chị, em bán cho anh chị là 270k. 3 set này 270k, 3 set nha chị. Anh chị chốt cho em mã G 270. G58 nha chị, G58. G58. Rồi em lên một cái bình nha chị. Bình này là một cái bình Cutani. Bình Cutani nha chị, gọi cái này bình mini nha chị, chuyển ký đầy đủ luôn. Bình này là mới nha chị, mới. Miệng là 3.5 và cao của bình này là 10. Rồi cái bình mini này em bán cho anh chị với giá anh chị. Rồi cái đơn ai chưa có. Có mấy thùng. Bụng là 27 nha chị, bụng của bình này là 27. Rồi cái bình này em bán cho anh chị mini nha anh chị. Bình mini dòng Cutani. Bình này em bán cho anh chị với giá là 300k bình này.
anh chị mấy cái bình lớn thì nó rất là nhiều nha chị, những dòng mini nó ít nha. 300k G59, 300k G59. Nhiều đường. G59 ở. Mấy thùng nữa nha, còn mấy thùng nữa nha. Số thùng. Cả cỡ số thùng nữa. Mua cái dĩa xưa con. Rồi hai chiếc nha chị, hai chiếc này. Ba chiếc nha chị, ba chiếc nha. Bốn chiếc nha chị, bốn chiếc. Năm chiếc nha. Sáu chiếc. Con gỡ giùm ở đây ra. Mấy cái này nó hơi bụi nha anh chị, chứ nó không có bị gì hết nha anh chị. Nói chung mấy cái ly thủy tinh này nó hơi bụi một xíu, chứ không có vấn đề gì nha anh chị, không có vấn đề gì nha. Dâm. Nói chung là em hàng nó dìa rất là nhiều nha anh chị. Gọi là mới dìa của hoa. Hàng nó rất là dìa, rất là nhiều. Thành em bán một ly thì nó rất là lâu. Thành em mới lên những cái dìa thế này. Em bán solo nha anh chị, anh chị nào sỉ solo luôn. Nó nhỏ anh chị, mấy cái ly này dễ thương lắm anh chị, nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Rồi em sẽ lên 2 4 6 8 nha anh chị, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 chiếc nha anh chị, 17 chiếc. 17 chiếc. Đây miệng là 8 nha anh chị, và cao của này là 17 năm. Tổng là 17 chiếc nha anh chị, gọi là xuất sắc luôn. Rồi hết cái này em bán cho anh chị là 17 chiếc nha anh chị. 17 chiếc này em bán cho anh chị hết là 410k. 410k. Ủa còn cái ly này cũng tặng cho anh chị luôn. 410k nha anh chị, 410k bộ này. Đấy. Anh chị nó không phải nhất thiết thì mình phải đủ bộ luôn. Không đi. Rồi 410k nha chị, 410k. Anh chị chốt giùm em. Mã G62 410k. G62. 410k nha chị, G62 nha. Ông thu hộ cho con. Ông ra coi cái miêu chính đi. Đấy, G62 chị. Mười mấy chiếc còn. Rồi 2 chiếc nè. Rồi 4 chiếc. 6 chiếc. 8 chiếc. 10 chiếc. 12 chiếc. 14 chiếc. 16 chiếc. 18 chiếc nha chị, hay gồm có 18 chiếc nha, 18 chiếc. 18 chiếc. Rồi tặng ra một chiếc này nha, dễ thương này. Chiếc này dễ thương nhất, 19 chiếc này. Này. Để lại, đừng để lại mà thấy nha, 19 chiếc. 410k. Rồi em lên một cái bình nha chị, bình này là bình Pháp nha chị. Không có cái hiệu mà có mã số nha chị, bình này của Pháp nha. Bình này không có cái hiệu mà có mã số. Miệng là 7 nha chị, và cao của bình này là 18. Miệng là 7, cao bình là 18. Bình này là bình ánh xà cừ nha chị, bình ánh xà cừ. Bình này là anh chị không có ký hiệu mà cái này là mã số nha chị. Rồi cái bình này em bán cho anh chị là với giá là 600k. 600k bình này nha chị, anh chị chốt giùm em. Mã G61 600k. G61. Rồi em lên cái này anh chị, một cái bộ này nha chị, bộ này siêu xuất sắc luôn.
Bộ này chị nói cái này đang có 5 cái chén nha, chị gọi là chén nha. Chén này là chén họa tiết hoa đào. Họa tiết hoa đào nha chị, 5 chiếc nha. Đường kính này là 11. Đường kính 11 nha chị, đấy, cái 5 chiếc như thế này đường kính 11. Rồi cái tô này đường kính là 18. cao của này là 5 nha chị nói, 5. Và một cái tô họa tiết hoa đào nổi nha chị, nổi cộm nha. Nổi cộm luôn. Rồi bộ này em bán cho anh chị đấy, rất là đẹp. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 350k bộ này, một tô 5 chén 350k. Anh chị chốt giùm em mã G 62 350k G 62. Cái này mới được luôn. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là một cái bộ tiếp. Một cái bộ này anh chị, một cái bộ này là một cái bộ bộ trà nha chị, bộ trà họa tiết hoa đào nha chị. Vàng như thế này và cũng có truyện ký đầy đủ nha. Truyện ký đầy đủ luôn. Đường kính này là 7.5 và cao của này là 6. Hoa nha chị, cái này trong lòng họa hoa anh chị và cũng có truyện ký đầy đủ nha. Đấy, truyện ký đầy đủ luôn. Thứ hai nữa anh chị, bình này là lọc tổ ong anh chị, lọc tổ ong. Và thứ ba nữa là nắp này có truyện nha anh chị, nắp này có truyện. Bộ này là một bình gồm có 10 ly. Một bình gồm có 10 ly nha anh chị. Rồi bình này em bán cho anh chị với giá là 1 bình 10 ly nha anh chị. Rồi 750k bộ này, một bình 10 ly. Dung tích là 550ml. Tắt cái quạt đây con. Để ngồi cái quạt đây nè. 750k nha chị. G63. G63 750. Bằng lợn lái. G63 750k. Rồi em lên cho chị cái này là một cái dĩa lông vờn nha chị, một cái dĩa lông vờn. Dĩa này là dĩa xưa nha chị, dĩa vuông nha. Và cái này anh chị, cái này là dòng làm tay nha chị. Và cái này nè, nó kiểu như dòng làm tay. Kiểu như anh chị, cái dĩa này là nó không có được hoàn hảo như hàng bây giờ nha chị. Nó hơi kiểu như là bị lỗi nha chị, lỗi men nha, lỗi men. Kiểu như anh chị nó chấm chấm nhìn là coi là cái này là dòng xưa làm tay anh chị. Và cái dĩa nó vơn nha anh chị, nó không là như thủ công bây giờ, cái dĩa này nó vơn. Rồi đường kính này là 21.5 và cao của này là 4. Dĩa này là chuẩn dĩa xưa nha anh chị. Dĩa xưa nha. Rồi cái này em bán cho anh chị 390k cái dĩa này. 390k anh chị chốt em mã G64. 390k G64. Rồi, con xuống này dưới con tìm mẹ cho mẹ một cái tô như thế này nữa nha. Rồi cái này anh chị, bộ dĩa này 2 3 4 5. Bộ này em có 6 dĩa nha anh chị, 6 dĩa nha. 6 dĩa và 6 cái chén cơm. Ở chén cơm này em kêu là anh chị nhìn là biết rồi nha anh chị, họa tiết ô đâu phải đâu. Lộn sao lên hoài, lộn hoài ta. Rồi cái dĩa này đường kính này là 12. Rồi 6 chiếc này em bán cho anh chị 100k đi. 6 chiếc này 100k, truyện ký đầy đủ nha anh chị, 100k. G65 100k, G65 100k, truyện ký đầy đủ nha anh chị, G65 100k. Anh chị cái này một chiếc này nó dâm nha, nó bị lỗi em bỏ vào nha anh chị. Đấy. 100k. Để bà Trang lấy cho đi, bà Trang lấy cho đi.
Rồi cái này em lên 2, 4, 6 chén nha anh chị. 6 cái chén này nha anh chị, họa tiết hoa nha. Bưng bưng vô trong nhà và kiếm giùm luôn con. Đường kính này là 12 nha anh chị. Và cao của này là 5.5. Đường kính là 12 chị, cao của này là 6 nha anh chị. 6 nha. Rồi cái này em bán 2 4 6 chiếc nha anh chị. Rồi, 6 chiếc này đã bán cho anh chị với giá 200k. 6 chén này là 200k. Anh chị chốt em mã G66. Cảm ơn máy thùng không thấy bình của nó được tầm rồi. G66 nha anh chị, 200k. Chị cho em bỏ ngày mình luôn. Tại lúc mẹ xử lý chậm, tại phiên bản mới nữa. Tại phiên bản mới nữa, để đây. Nói chị Trân cho vô nhà giùm em. Nói chị Trân cho vô nhà giùm luôn. Rồi cái đó mẹ mang mẹ tính sâu. Rồi em lên cái này như chị đó. Rồi em lên cái này nha chị đó. Em lên cái này là 5 cái tô nha chị, 5 cái tô nha. Rồi tô này nha chị đó. 5 cái tô này. Và cái này là họa tiết lam nha chị. Lam rất là đẹp và có truyện ký đầy đủ nha chị. Truyện ký đầy đủ. Tô này là đường kính là 13.5 nha chị. Và cao của tô này là 8. 13.5 cao là 8 nha chị. Tô này em bán cho anh chị là 5 chiếc này. Rồi em giảm 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá 500k. 500k nha chị, 500k nha. Anh chị chốt giùm em mã G67 500k. G67 nha chị. G67 500k. Rồi em lên cái này anh chị, gọi là cái này là cái ly anh chị, gọi là cái ly nha. Ly này ly ngũ sắc đen nha anh chị. Cái này em có 3 chiếc như thế này. Ly ngũ sắc có 2 chiếc rồi. Ly ngũ sắc đen nha chị. Đường kính ly là 8 nha chị. Và cao của ly này 7. Rồi cái này. Rồi cái này em bán cho anh chị một chiếc này với giá 120k. Ngũ sắc đen nha chị, 120k. Một chiếc như thế này. Anh chị chốt em mã G68. 120k một set như thế này nha anh chị. G68 nha. Rồi em lên một cặp dĩa anh chị, gọi là một cái dĩa trái coi nha anh chị, một cặp như thế này. Đường kính này là 20, đường kính là 19.5 và cao của này là 3. Rồi cái cặp này em bán cho anh chị là một cặp như thế này. Rồi cặp này em bán cho anh chị là rồi 85k một cặp như thế này.
85k một cặp nha chị. Anh chị chốt cho em mã G69. 85k một cặp G69 nha anh chị. Rồi em lên chiếc này anh chị. Cái này em có là bộ này nha chị, bộ này là dĩa sâu lòng nha. Lên ghép thử còn 1, 2, 3, 4. Cái này em có 5 chiếc nha anh chị, 5 dĩa này. Đường kính này là 13 và cao của này là 4. 13 cao là 4 nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị là, cái này em có 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc nha, mới. Rồi cái này em bán cho anh chị 240k 5 chiếc này. 240k 5 chiếc. Con cho ăn cực cái chén kia đi. Đó đó. 240k 5 chiếc nha chị. Notatire nha chị, mấy cái này là rất là đẹp luôn này. Lên cái này anh chị, cái này em có là số lượng là 10 chiếc nha anh chị, 10 chiếc chén này. Đường kính này là 12 nha anh chị. Và cao của này là 6. 12 cao là 6. Rồi cái này em bán cho anh chị là chén này. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 600k 10 chiếc. 600k 10 chiếc chén nằm trong hộp đó chứ đâu. Rồi 600 cái nữa bị mất cái số. Rồi cái này là 600k nha chị, 10 chiếc này nha chị. Anh chị chốt em mã G71. G71. G71 nha anh chị, 600k 10 chiếc nha anh chị, G71 nha, rất là đẹp luôn. Truyện ký đầy đủ nha anh chị, G71. Lên chiếc này anh chị. Cái này em có, cái này là chén trúc nha anh chị. Em có cái này là 5 chiếc trúc nha anh chị. 5 chiếc trúc như thế này. Đường kính là 12 nha anh chị và cao của này là 6 nha anh chị. 12 cao là 6. Rồi cái này em có 5 chiếc em bán cho anh chị với giá là 160k 5 chiếc chén này. 160k 5 chiếc. Anh chị chốt giùm em mã G72. 160k nha chị, 5 chiếc trúc này G72. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.